theo Nghị định 86/2014, Nghị định Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô kể từ ngày 1/1/2017, xe ô tô có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Với đội ngũ kỹ thuật viên có trình độ cao, giỏi chuyên môn, Trung tâm Công nghệ Định vị Giám sát Việt Nam trực thuộc InterAuto đã nghiên cứu phát triển thiết bị giám sát hành trình thế hệ thứ 3 VNSAT 10. Thiết bị đã được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải và hợp quy của Bộ Thông tin và Truyền thông. VNSAT 10 có tính ổn định rất cao, đáp ứng đầy đủ các tính năng theo quy chuẩn mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, quy chuẩn 31/2014 như giám sát hành trình cho xe theo từng lái xe, xem lại, vé lại hành trình trong thời gian 12 tháng, giám sát tốc độ của xe trên từng giây, giám sát âm thanh trong cabin thông qua micro độ nhạy cao, cảnh báo quá tốc độ, nút báo động khẩn cấp, cảnh báo khi lái xe quá thời gian cho phép. VNSAT 10 có tính năng kết nối cảm biến nhiên liệu, camera hành trình và các tính năng mở rộng khác theo nhu cầu của khách hàng. Vỏ thiết bị làm bằng hợp kim nhôm, độ bền cơ lý cao, chống sốc, chịu nhiệt. Thiết bị giám sát hành trình VNSAT 10 kết nối với máy tính và phần mềm trích xuất dữ liệu của Tổng cục Đường bộ thông qua cổng RS232. Dàn điện áp làm việc rộng, thích hợp cho tất cả các loại xe. Đầu quẹt thẻ lái xe RFID có thể ghi thông tin của lái xe từ xa qua tin nhắn SMS. Với chất lượng vượt trội, giá bán cạnh tranh, bảo hành 2 năm và bảo trì trọn đời, VNSAT 10 là sự lựa chọn đáng tin cậy cho doanh nghiệp vận tải. VNSAT 10, thiết bị giám sát hành trình hàng đầu Việt Nam.